Thì con đi ngoài đi cho ba rửa. Đi con, nó múc xích đó, mà ba rửa cái bếp nướng hôm qua đó đi. Đây là khoai mì, nước dừa, muối mè. Món ăn này là lần đầu tiên Quyên làm cho Lia Timo ăn á. Hồi đó Quyên làm khoai mì, chè khoai mì với khoai mì sợi thôi. Nhiều lắm, con ăn thêm không? Ăn thêm đi con. Lia nói ngon lắm. Lia hỏi mẹ có còn thêm không? Lia muốn ăn thêm. Dạ. Gia đình Quyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Quyên Cuộc Sống Đức. Chào em. Em đó, con nói chuyện với Timo, em. Timo hello. Con hẳn ngồi để mày quay em với con. Timo không có lại gần cái bông màu tím cẩm tú cầu nha con, đọc nha con, đừng đứng nít anh fashion, đất kiếp thiệt. Nó có chất độc đó. Nó đẹp nhưng mà con đụng vô nó. Alexi and fashion. Đất được phê liền. Nhưng mà mẹ rửa tay rồi, con không biết, con không rửa tay, con ăn bánh vô là con bị chất độc vô bụng. Hiểu không? Dạ, most fashion. Dạ, most restricted fashion. Con đụng vô là con ăn đau bụng đó. Con bị tiêu chảy đó, bị ngộ độc đó. Này, lý mà đi. Hai đứa đang đợi dì với chú, dì với anh nó qua đi vô rừng chơi á. Thì bố tụi mẹ đi, dì với anh nó chiều nay đi về rồi. Timo ăn đi fast. Timo rửa tay. Vô rửa tay. Timo vậy, Timo. Mommy send you out cái tất cả các loài hoa lý dạ tất cả các loài hoa đừng có đụng vô, đừng có đụng nó nha con. Để con nghe lại, con để rối lời như hao đi đi à. Con để cái xe đi thì ở nhà đi, mình đi bộ chứ với hàng nắm tay gì hàng vui hơn đi. Last here nhá. Last here đi. Để nắp Quyên nắp hơi rồi. Không. This last. Để đi, không ai lấy đâu. Nói với bà đi. Good morning. Dạ. Kêu gì coi cái gì ngắm á. Dạ, mà có cái gì. À, chị mua có đồ ăn này, có nước uống dạ, này. Dạ, có cà phê này. À, này. Mà living room à? Mami, mami, bao nhiêu mua được alles? Dạ. Dạ. Khoai đẹp quá chị ơi. Mỗi lần được. Em qua đây em thích hoa này lắm. Dạ, yeah, được mẹ Uyên và các con dẫn đi chơi. Con ở dưới có đây đẹp nói lắm. Cho bà nghe coi.
Hằng lại đây con thích không? Dạ, Timo ngoan lắm. Timo ngoan hay gì Hằng? Dạ. Đôi lúc Timo trong video Timo hơi nghịch đó, ông bà cô chú thông cảm cho Timo nha. Timo không nghịch đâu, Timo rất là thông minh, là một cậu bé rất là thông minh. Timo các thứ này. Dạ, Timo rất là ngoan, là một chàng trai rất là thông minh. Con chào mặt cô chú đi. Ngoan. Con chào đi. Em chào ông bà cô chú. Ôi cái mặt con nãy giờ chơi dính dơ nữa rồi đó, chị đi chơi Mara này chị. Dạ. Nó đợi chị nãy giờ đó. Ngoan vậy Timo. Đi nha. Dạ. Rồi dẫn ông bà cô chú này đi qua rừng, qua bên khu công viên đây chơi nha chị. Dạ. Hôm nay mình được mẹ Uyên dẫn đi chơi nè. Đi 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 chị ơi, bữa nay biết gọi anh Công đúng chính xác rồi. À, nó hỏi anh. Nó hỏi em á, Timo hỏi em á, hôm nay nua phum tá gờ đi tránh được sách sách tá gờ với ôm nua phum tá gờ. Dạ, bữa xong bữa hỏi mình mà xong rồi không biết hả, biết đếm rồi đó hả? Biết đếm rồi mà xong hỏi ra. Dạ, bữa chi vì là như nó phum tá tá cái bài chú hiểu về được anh biết chú thích sao gì. Dạ, vẫn vẫn được anh đẹp chú hiểu. Next to my wenn Timo Zack ist, dann bleibe ich auch 6 Tage. Wenn ich Geburtstag habe? Ja. Bin ich auch 6. Wann hast du Geburtstag? Im Herbst. Ja. Herbstkind. Đi con ơi. Mời cả nhà đi cùng gia đình Nguyên với anh Peter ở nhà rồi, còn chị với cháu này đi qua bên công viên chỗ gần nhà Nguyên chơi á. Chiều nay chị đi về Berlin lại rồi cả nhà. Chị ở đây 5 ngày. Chị nhìn cây cherry thấy mê không chị? Cây cherry kìa. Thấy mê không chị? Hỏ hỏ trời. Ở đây hả? Hơn năm ngoái rụng chín chứ không ai ăn hết trơn chị. Đây là nhà không có ai ở. Không, có người ở mà họ không ăn hết chị. Ôi nè. Ôi nhìn chín thấy mê luôn á chị ơi. Đây là cây cherry nè cả nhà. Ở đây cherry nó mọc như là mấy cái trái ổi trái cóc với Việt Nam mình vậy á. Đây là quán này chị, cái quán có người đẹp nè. Đây quán có người đẹp, quán có nhà thờ. Nó nói nhà thờ đó. Cái sinh máy thôi. Có cái tờ bí mật cho mình đi. Đi anh Timo, phát sao con? Timo à, con phải phát sao auto. Cái gì dẫn cái gì qua cái hồ đi. Mama, give me a plus. Give me a plus. I said her. Dạ. Đi vô trong cái hồ đó em coi có tép không chị? Chị vô cái hồ quẹo sơ cái em coi có tép không? Dạ. Qua đây xúc nó gần.
Con chuồng màu đẹp quá vậy chị. Chuồng nhỏ màu xanh nè. Xanh ngọc nè. Nó đẹp. Ô màu xanh đẹp quá chị. Té đi một. Mẹ không biết bơi đó. Chả ai biết bơi, mỗi anh không biết bơi. Kỳ nó có hoa kìa chị. Hoa súng nó có hoa màu vàng kìa chị. Thế đúng rồi, thế đúng là hoa súng rồi. Hoa súng này hoa súng của Đức chứ hoa súng mình. Ô một con cá nó vừa cá có cá chị. Đây có cá nhiều lắm. Nặn xuống dưới đấy. Đây này cá con đây này, cá con đang bơi nè. Rớt rớt cái nó không con. Đấy cắm đầu dưới nha. Ốc đó chị thấy ốc không? Không chị chưa. Nè ốc này, ốc này chị. Ốc dài thòn đó chị, giống hệt con ốc. Mami đây đây đây. Mami mama. Mami mosin. Mami keep the mosin. Này đáp mình này. Đem nó lên nó chết. It's an onion snake. Cái ốc nó giống con ốc mà con ốc gì chị? Ốc mà. Không phải con ốc gì mà nó dài dài con ốc vặn, ốc nó vặn, ốc gì dài của mình quên rồi. Dài của mình ở trên không to như kia. Ốc này to. Ốc này anh đang con cái này chị, nhiều lắm chị. Ốc kia nữa kìa. Dạ. Mami, mami is that any snake? Dạ đúng rồi, con ốc đó con. And mami ốc chứ gì snake? Snake. Mami bấm giặc if I have mosquito kìa cả cái gì. Đáp mà nít lì à. Ở xa mấy người đó cũng đang ngắm sông. Alo, chào các bạn bè. Hôm nay không phải là cô Uyên quay. Hôm nay là một người khác ăn cắp máy di động quay. Đây, có một thằng nào tự dưng từ chỗ nọ sang bên kia. Và một cái đứa tự dưng lại đòi hỏi gì lắm thế. Em Timo đi vào đường đi. Komm mit auf den Weg. Ansonsten sehr schmutzig. Ja, hôm nay trời nắng ra phết. Vừa nãy mình đi qua đi đến chỗ bên sông ở ngoài kia nè. Một người tự dưng đi xe đạp qua. Ai đấy nhỉ? Hoặc là để mình nói lại. Xin kính thưa quý vị. Ok, đây là không phải là Paris by night. Không thể kính thưa quý vị. Còn bây giờ mình trong dâm. Ông bây giờ lại phải qua chỗ nắng. Đây, Nguyên đây. Vâng, cô Nguyên chào vào. Dạ chào. Rồi, em Lia còn ở đây. Alo. Chào ông bà đi con. Chào ông bà. Timo chào ông bà đi con. Ông bà. Mình về nha, mình chào tạm biệt đi. Này, em Timo phải nói là kính, xin kính thưa quý vị. Con nói đi, dạ anh dạy kìa. Dạ. Yeah. Em Timo làm cái gì đây? Đây, xin kính thưa, nói xin kính thưa quý vị đi. À, đừng có mà, à, không cần phải xoa bụng. Anh biết là anh béo. Anh hơi bị ăn nhiều thịt quá hôm qua. Còn thành người béo như con lợn. Ok, bây giờ mình đi vào cái đường bên. Đừng cũ về. Hay là mình đi thẳng. Đi đường này cũng được hay nào. Vậy là con biết đường nữa hả chị? Dạ. Con đỡ quá ta. Mami chị đi. Ông bà phá sao nhá. Phá sao. Dạ. Các trẻ con muốn đi Spielplatz. Nhưng mà hôm nay không được. Tại vì ngoài kia nóng quá. Nắng quá. Hại người. Các người đang nghe chưa? Su hay. Su hay sehr gefährlich.
Và bây giờ sắp rồi phải đi qua đường đây. Đi qua đường này thì còn chưa nguy hiểm bằng đi qua đường ở Việt Nam, nhưng mà cũng đã nguy hiểm rồi. Ôi dồi ôi, ô tô gì mà dài thế? Nhưng mà lắm ô tô thế nhưng mà bây giờ mình có thể đi qua được. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nhanh lên, không có nguy hiểm lắm. À, bây giờ đi qua được rồi. Bây giờ có thể yên tâm. À, em đi đừng nhặt cái đấy nhá. Cái... Này, đừng có mà nhặt cái đấy. Này, du lässt es. Du gehst mal den großen hinterher, ja. Das sind Zigaretten. Zigaretten sehr ungesund. Niemals rauchen, ja. Hörst du? Ja. Niemals rauchen. Sehr gut. Du auch. Ja, ich habe auch noch nie in meinem Leben geraucht. Chưa bao giờ hút thuốc cái gì hết cả. So, und da rennt sie schon zu den Eltern. Und jetzt schnell weg, ansonsten kommen noch fremde Leute mit in die Kamera. Das wollen wir nicht. Das dürfen wir vielleicht auch nicht. Sag mal tschüss. Chúc ông các đàn ông phụ nữ ngày vui đẹp nhé. Ok, ai sẽ thấy sẽ. Cảm ơn con. Đáng cơ sơ. Đi con. Đi về con. Sehr viel Geld und dann kann ich wie euer Vater Peter vielleicht eine Pension kaufen und eine Fleischerei aufmachen. Nein. Doch. Nicht in unser Spielzeug. Nein. Con chào tạm biệt dì Hằng với anh đi để mình vô về nhà nè, chào tạm biệt dì nè. Oder ich verkaufe dein Hals. Wie denn? Ich verkaufe abschneiden und dann verkaufe ich euer Haus. Pass auf, dass es nicht raustropft, ja? Ich verkaufe euer Haus. Ja, cẩn thận kìa. Und ich verkaufe dein Pupu. Ja. Bây giờ hết chuyện để nói rồi đấy. Bây giờ nè, con chào tạm biệt dì Hằng với anh Công để mình đi về. Dạ, rồi. Sao chú nè, xin nè, nét từ già. Chit limo. Nè. Chimo. Chit limo, limolada. Chimo only à, tam giác cái kia một limo. Dạ, chút. Chút dạ. Con thương anh với, anh thương anh với gì không? Ngoan nhé, ở nhà ngoan, đi học giỏi nghe lời ba mẹ nhé. Immer artig sein, auf eure Eltern hören. Cảm ơn chị với cháu thăm tụi em nha. Trinkt erstmal aus und dann kannst du das rất là nhiệt tình trong cái ngày nein, đến thăm bọn em. Das macht man nicht. Và rất là vui, hai cái con này nó rất là ngoan nè. Hai con kim sáu hả chị? Timo buồn rồi đó chị, Timo buồn rồi đó. Timo, komm wieder zurück in den Schatten. Buồn á, nó buồn á. Sorry cơ. Đi mua tặng cái gì đó. Đi mua tặng đó chị, quý lắm đó. Chị biết người Đức mà tặng là mừng lắm nha chị. Was kannst du 100 Jahre bereiten? Ja. Und dann jede Frage, dann habe ich gesagt, ich habe von Timo bekommen. Ihr seid beide artig. Gar nicht mehr, ja? Das gilt für euch beide. Wir dürfen auch nur, wenn ihr artig bekommt, hat Onkel Rainer auch gesagt. Das hängt nicht hier, das alles. Onkel Rainer hat auch gesagt, dann rollen wir. Wir dürfen nur kommen, wenn ihr artig. Und wenn ihr nicht artig, dann wir dürfen nicht mehr kommen. Ja.
Ach, mein Schatz, dich habe ich ja heute noch gar nicht gesehen. Ja. Guten Tag. Mama, ja, so macht man das. Man ist lieb zu Mamas. Nein. Ja. Da siehst du das schon mal einen Punkt ab. So, wir kommen dieses Jahr gar nicht mehr. Ja, wenn du so weit auch so unartig bist, dann kommen wir gar nicht mehr. Wir fragen vorher eure Mama, euren Papa Peter, Opa Rainer und Gerdi, ja? Sobald wir auch nur von einer Person hören, dass ihr unartig seid, dann kommen wir nie wieder zurück. Und Gerdi wohnt doch in Afrika. Ich hatte ihn schon. Jetzt geht's ja schon wieder los. Muss ich noch eine Woche haben? Ja, oh, mal die Woche. Noch eine Woche das Band da um? Die wohl einschlafen? Die wohl dann schaffst du es auch keiner. Warum schaffst du es auch? Weil, okay. Da hinten, wo der Punkt ist, da ist auch so ein Loch. Timo, weil. Nein, nicht weil, ja? Timo, nicht weil. Timo ist ein Stadtjunge. Eine Woche werden wir. Ein Stadtjunge. Con cảm ơn ông bà chú xem video giúp con. Quyền xin kết thúc video này. Quyền chân thành cảm ơn cả nhà. Xin kính chào tạm biệt.